Vâng, chỉ với 26 triệu đồng thôi, quý khách hàng đã dưng ngay cho mình, cho gia đình mình một bộ bàn ghế phòng khách mẫu Âu Á trương voi tay đặc nguyên khối nha các bác nhé. Chất liệu là bằng gỗ hương đá của Nam Phi. Và với 26 triệu các bác sẽ sở hữu cho mình một bộ bàn ghế gồm 6 món nha các bác nhá. Một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một đôn ngồi. Đầu tiên em xin giới thiệu cho các bác chiếc ghế đơn nhá. Hai chiếc ghế đơn cùng kích thước. Em xin giới thiệu chiều rộng là 97, cao 1m15. Toàn bộ vách em được tổ chức cung mai từ quý 4 mùa thịnh vượng nha các bác nhá. Đây các bác nhìn vân gỗ hương đá thì rất là đẹp. Và độ bền sử dụng thì vĩnh cửu, bảo hành cho các bác 20 năm công vinh mới một thì các bác nhá. Đây đằng sau đẹp như đằng trước, bên em đã hoàn thiện kỹ đẹp cho các bác với giá chỉ có 26 triệu đồng thôi. Và vận chuyển đến tận nơi, tận nhà này các bác, miễn phí vận chuyển 150 km nhé các bác nhá. Tiếp theo chiếc đòn dài với kích thước chiều dài 2m45, cao 1m15. Đây. Toàn bộ là tay đặc nguyên khối nhé các bác nhá. Cột 12 nhé các bác nhá, tay voi 12. Toàn bộ là mặt ván liền. Mặt ván ghế, mặt ván bàn liền liền hết, liền tấm nhé các bác nhá. Đây. Tùng trúc cung mai từ quý 4 mùa thịnh vượng đây. Mẫu này là mẫu đục cảnh. Và bác nào muốn để trơn thì cũng có nhé các bác nhá. Tiếp theo chiếc ghế đơn thứ hai. Đây như các bác nhìn vân rất là đẹp, từ tề ván tựa trường rất là đẹp luôn. Bên em đã lọc lựa kỹ từ lúc xẻ rồi. Đảm bảo cho các bác dùng yên tâm thoải mái. Đây, toàn bộ tay voi đặc nguyên khối nhá, nguyên một con voi đây là nguyên một cục nha các bác nhá. Dài bản 12. Tiếp theo chiếc bàn lớn với kích thước dài 1m4, rộng 70 và có ngăn kéo để đồ cho các bác đây. Và có tặng kèm cho các bác một kính bàn và một kính đôn để các bác sử dụng để không ảnh hưởng đến mặt ván. Tiếp theo chiếc đôn ngồi với kích thước 70x40 và cũng có ngăn kéo để đồ cho các bác, rất là tiện lợi. Bộ sản phẩm này chiếm khoảng 8-9m2 khoảng khách nhà các bác nhá. Và đặc biệt hơn là bên em có tặng kèm cho các bác một bộ khay trà để các bác ngồi tiếp khách cho nó sang trọng. Một khay trà, một hộp giấy, một hộp tăm, một gạt tàn và một nọ chè đấy nhá các bác nhá. Các bác nào yêu thích mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp xưởng em. Số điện thoại 0961263533 nhé các bác nhé. Tại xưởng em tại làng nghề đồ gỗ Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Bác nào ở gần thì có thể qua trực tiếp xưởng em tham quan giao lưu đặt hàng. Bác nào ở xa không đến được thì kết nối Zalo trao đổi kỹ càng. Bên em sẽ tư vấn rõ ràng hơn cho các bác. Và ngoài mẫu sản phẩm này ra, bên em còn rất nhiều mẫu khác cho các bác lựa chọn nhá. Và có nhận đặt hàng theo yêu cầu. Đấy, bác nào muốn đặt hàng như nào phù hợp với phòng khách, kinh tế, gia đình mình thì liên hệ trực tiếp xưởng em. Số điện thoại 0961263533. Cảm ơn tất cả các khách đã theo dõi và ủng hộ xưởng đồ gỗ Tuấn Long trong suốt thời gian vừa qua nhé. Mong các bác cho em lượt like, lượt chia sẻ đến những anh em bạn bè đang cần đồ gỗ nội thất, tìm cơ sở uy tín để đặt hàng.